Ngày 21 tháng 10, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang tổ chức giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024. Tại giải, cán bộ viên chức nhân viên các khoa phòng của bệnh viện tham gia thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam nữ, đôi nam, đôi nữ thể thức, thi đấu 1 set 11 điểm ở vòng loại trực tiếp và vòng bán kết, vòng chung kết thi đấu 1 set 15 điểm. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải ba cho các vận động viên thi đấu có thành tích xuất sắc nhất. Qua đó, nhằm tạo sân chơi bổ ích nhằm giúp cho cán bộ viên chức nhân viên của bệnh viện được gặp gỡ, giao lưu, nâng cao tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe trong đơn vị.